Trần Quốc. Mình dưới đồ hình chữ S đang dương xếp bởi một cọc nuôi. Hàng lối dịch, ác lối xanh, tiếp tục cõng gió cắn kè nhà. Dòng sông Hồng phẫn nộ, nước sông Hương chuyển nguồn. Nguồn Cửu Long cạn kiệt. Lịch sử Việt Nam, một chuỗi dài tranh đấu chống giặc phương Bắc. Tham lam tàn ác, lúc nào cũng lăm le đánh cướp nước ta. Rất tiếc, Vua Quang Trung ngất xuống để lại
dã liên hồi hận nước nôi. Hôm nay con cháu tên dòng lạc, quyết dục chống dồn viết sử son. Vâng thưa quý vị, đó là phần trình diễn của đoàn chống Thiên Ân. Sự hào hùng của các bậc cha anh, đây là một điểm so của những người trẻ nơi xứ người.